Thử thách làm mì gạo lứt siêu thơm ngon với máy đùi mì inox 2 nòng M50 bình quân. Em ơi. Dạ em chào chị. Cho chị xem máy với. À, không biết là chị muốn xem máy gì bên em ạ? Cho chị xem con máy đùi mì inox 2 nòng. Đây, con máy mới không em ấy. Hôm trước chị xem ở trên mạng đây này. Đây. À rồi, đây là máy đùi mì inox 2 nòng M50. Đây là chị muốn làm những cái nguyên liệu như thế nào ạ? Đây, chị muốn làm mì như thế này. Nhưng mà vấn đề là chị không muốn làm mì trắng đơn thuần như này, mà chị muốn là làm bằng gạo nứt, bởi vì chị đang kinh doanh những cái thực phẩm healthy tốt cho sức khỏe em ạ. À vâng, rất vui khi chị có thể lên thẳng trực tiếp để nhận tư vấn. Thì hôm nay thì chị cũng đã mang nguyên liệu lên đây rồi, thì em sẽ hỗ trợ cho chị thử máy nhá. Ok đây, em theo em cho chị xem máy. Để máy đây thì chị vào đây xem này. Đây là máy đùi mì inox M50. Thì con máy này bên em thì đã lắp đặt sẵn đầy đủ bộ rồi. Thì như chị xem trên video đấy thì có bộ bón này, máy đùi mì này, với cả quạt thổi ở ngay phía dưới. Bên này thì là bảng điều khiển. Được đấy, thế thì em test máy cho chị đi. Được rồi, chị đưa nguyên liệu đây, em đi ngâm giúp chị nhá. Đây là nguyên liệu gạo lứt mà khách hàng đã mang lên để thử trực tiếp với máy. Và Thu Ngân sẽ chế biến những cái hạt gạo này trở thành dạng bột để có thể thử. Và những quý vị khách hàng ngồi phía trước màn hình đây ơi, hãy cùng theo dõi quá trình này với Thu Ngân nhé. Gạo lứt sẽ được ngâm trong khoảng 2 tiếng đồng hồ để gạo nở đều. Trước khi ngâm thì quý vị nên vo khoảng 2 đến 3 lần để gạo được sạch sẽ. Và đây là thành phẩm bột gạo lứt sau khi đã được ngâm nở và nghiền mịn. Với thành phẩm bột nghiền nhỏ mịn này thì sẽ dễ dàng sử dụng với máy đùi mì inox 2 nòng M50 bình quân. Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu với quá trình chạy máy nhé. Và đây là thành phẩm những bát mì được làm từ gạo lứt dai, thơm, ngon và hoàn toàn không chất bảo quản. Quý vị thấy sao ạ? Thật bất ngờ khi máy đùn mì inox 2 nòng M50 của Bình Quân lại có khả năng đùn ra sợi mì như thế này. Quá ư là dẻo dai và thơm ngon. Thành phẩm sau khi đùn đã chín hoàn toàn và quý vị có thể dễ dàng phơi khô và sử dụng dần. Và quý vị ơi, nếu quý vị nào mong muốn đầu tư cho mình một chiếc máy đùn mì để phục vụ cho hộ chế biến kinh doanh thì có thể liên hệ với em Ngân qua số 0912342772 hoặc số 0915792332 để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất nhé. Máy nông nghiệp Bình Quân, trợ thủ đắc lực của nhà nông.